Rồi, hôm nay chúng ta học câu số 89. What ocean is on the west coast of the United States? Trả lời: Pacific Ocean. Học từ vựng nha mọi người. What, cái nào? Ocean, biển, đại dương. Is, ở. West, phía tây. Coast, bờ biển. Of, của. The United States, Hoa Kỳ. Pacific, Thái Bình Dương. Hiểu nghĩa tiếng Việt: biển nào ở bờ biển phía tây của Hoa Kỳ? Trả lời: Thái Bình Dương. Luyện nghe thôi, Dana sẽ đọc câu hỏi và câu trả lời 3 lần. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. Và hai từ quan trọng mà mọi người cần nghe được đó chính là West Coast. Đây chính là từ khóa nha. West Coast. Tiếp tục mọi người xem phiên âm và cùng tập đọc với Rana. Pacific Ocean. Pacific Ocean. Trong 100 câu hỏi công dân thì có hai câu người ta hỏi về đại dương. Đó là câu 89 là câu hôm nay và câu 90 câu ngày mai. Và để cho mọi người có thể phân biệt được hai câu này, Rana có một cái mẹo để giúp cho mọi người nhớ. Thì hy vọng mọi người có thể tham khảo và sử dụng được. Thì đối với nghĩa tiếng Việt, mọi người thấy câu này hoặc người ta hỏi về bờ biển phía Tây đúng không? Và câu trả lời là Thái Bình Dương. Thì hai cái chữ nó bắt đầu bằng chữ T để cho mọi người thấy là hướng Tây là Thái Bình Dương. Còn đối với tiếng Anh thì là West và Pacific. Bắt đầu bằng hai phụ âm. W là một phụ âm và P cũng là một phụ âm. Điều này sẽ giúp cho mọi người nhận biết được sự khác biệt trong câu 90. Và bây giờ thì Luyện nói nha. Rana sẽ đọc câu hỏi và nếu mọi người nghe được thì hãy trả lời nha. Bắt đầu. What ocean is on the west coast of the United States? Đúng rồi, lại lần nữa nha. What ocean is on the west coast of the United States? Rana cảm ơn mọi người đã xem video và học bài. Xin chào và hẹn gặp lại nha.